tiếp lặn lội đến triều Trung. Dập đầu kêu vang trước bệ rồng, để mong thấy được phúc hồng. Mang đến người dân đen quang bầu. Nào ngờ đâu những nỗi quan khúc đoạn trường của muôn vạn dân lành, sao triều đình đều mất lắm. Ngài ơi, trăm lại ngài, một tôi chết quan lắm, ngài hại xót thương. Ngài ơi, trao lại ngài. Này, làm cái gì vậy? Xê ra!